Cộng đoàn phục vụ thân mến, từ cái kinh nghiệm sống thường nhật của chúng ta thì chúng ta đều biết thế này, đó là chúng ta sẽ có một cuộc sống vui tươi hân hoan nếu như mà chúng ta được sống giữa những người tốt lành. Nếu mà những người chung quanh chúng ta không làm điều ác, điều xấu, không hung hăng, không dữ tợn. Rồi cũng nhìn sâu vào chính bản thân mỗi con người chúng ta, chúng ta cũng chắc chắn sẽ rất vui khi mà mình sống tốt lành. Hay nói khác đi là chẳng ai trong chúng ta muốn mình trở nên kẻ dữ tợn hung ác bao giờ cả. Điều đấy là thực sự trong tận đáy lòng của chúng ta. Hay nói một cách khác là từ kinh nghiệm của bản thân mỗi chúng ta, cũng như là từ kinh nghiệm sống với những người chung quanh, thì chúng ta thấy cái này, đó là cái sự thánh thiện, sự hoàn thiện, sự tốt lành là cái khao khát đầy giá trị và tuyệt vời mà chúng ta cố gắng hết sức để thực hiện trong đời mình. Và cái khao khát trở nên hoàn thiện này không chỉ dừng lại là cái nhu cầu cá nhân của con người, không chỉ dừng lại ở cái nhu cầu tự nhiên theo kiểu chúng ta thấy có nhiều điều tốt xảy ra nếu người ta hoàn thiện, mà cái khao khát này ta có thể gọi là khao khát thánh thiêng. Là bởi vì không chỉ là ý tưởng của nhân loại mà chính Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta. Ý định của Thiên Chúa trong cuộc đời là mỗi người chúng ta, mỗi một ngày sống càng trở nên thánh thiện hơn. Như cái câu cuối cùng trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Như vậy, xét về mặt tự nhiên con người, xét về nhu cầu con người, xét về mặt siêu nhiên, ý định của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta trở nên hoàn thiện mỗi ngày là một khao khát tuyệt vời và rất nhiều giá trị. Nhưng mà chúng ta cũng thấy dường như không dễ dàng để trở nên tốt lành hoàn thiện trong cái cuộc đời ô trọc ngang trái và đầy đanh đá này, thưa ông bà anh chị em. Ít nhiều mỗi chúng ta cũng kinh nghiệm là có những cái hoàn cảnh, có những con người chúng ta muốn sống hiền với họ lắm, chúng ta muốn dễ thương với họ lắm, mà hình như là người ta không cho phép mình, hay là người ta tạo những cái điều làm cho mình phải nổi điên lên, làm cho mình phải khó chịu, làm cho mình phải gắt gỏng dữ dằn. Cái kinh nghiệm đấy ta cũng có thật. Cho nên một bên là khao khát, một bên là cái kinh nghiệm thực tế mời gọi chúng ta suy nghĩ bây giờ phải làm thế nào để chính giữa những cái đanh đá nghịch cảnh của cuộc đời mà ta vẫn sống tốt lành được, ta vẫn nên hoàn thiện được, ta vẫn tạo được niềm vui cho chính mình và cho nhau. Một trong những cái cách thức để làm được chuyện này chúng ta có thể tìm thấy trong bài tin mừng hôm nay qua lời dạy của Chúa Giêsu với các tông đồ và cũng là với mỗi chúng ta. Ta có thể nói một cách vắn gọn thế này, sứ điệp căn bản của bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho ta con đường để đạt đến sự hoàn thiện. Và cái con đường này được Chúa Giêsu liệt kê trong ba cái điều căn bản chúng ta có thể làm. Điều thứ nhất đó là hãy sống trong sự nhường nhịn. Điều thứ hai đó là hãy sống một cuộc đời với những dâng hiến và hy sinh. Và điều thứ ba đó là hãy sống lòng vị tha. Chúng ta có thể tóm kết ba điều này ngang qua những điều Chúa Giêsu nói. Chẳng hạn ở cái điều đầu tiên tôi vừa liệt kê, Chúa Giêsu mời gọi mỗi chúng ta hãy sống sự nhường nhịn trong cuộc đời. Chúa dùng cái hình ảnh, cái ví dụ đó là gì? Nếu như ai vả vào má bên phải của anh em thì hãy đưa má bên trái. Chúng ta để ý nha, là cái tác giả Matthew nó rất rõ, vả vào má bên phải. Tôi thuận tay phải, tôi vả cái đứa đằng trước mặt tôi thì bình thường mà nói là tôi phải vả má bên trái nó, đúng không ạ? Thuận tay phải, nó đứng trước mặt, nó làm điều đáng điên, vả cái bốp một phát thì vả bên má trái. Mà đây tác giả tin mừng nói vả má bên phải nghĩa là gì? Nghĩa là tôi phải đưa cái tay sang bên kia và tôi đập ngược lại. Đối với người Do Thái, khi bị vả bằng cái lòng bàn tay là đã nhục nhé, mà nếu mà bị vả ngược, tức là bằng cái mu bàn tay, thì càng nhục hơn. Vậy mà Chúa Giêsu nói cái gì? Trong cái hoàn cảnh bị nhục như vậy, chăng nữa người ta ác với mình như thế, chăng nữa người ta hung dữ như vậy, chăng nữa thì hãy đừng có, không chỉ là không phản ứng lại, mà đưa luôn cái má bên kia cho nó, tắt thêm cái nữa cho nó thỏa lòng ước mong đi. Dĩ nhiên là khó làm, chẳng ai làm thế đâu. Tôi mà ai vả vào mặt tôi thì tôi mà không đủ sức tôi vả lại, tôi bỏ tôi chạy chứ ai ngu đứng đấy cho nó vả, lại còn đưa thêm cái má kia cho nó vả tím mặt, khùng mà làm thế.
Dĩ nhiên Chúa Giêsu không nói với chúng ta theo cái kiểu và cụ thể vật lý như thế, nhưng mà cái biểu tượng đấy muốn nói cái gì? Muốn nói với chúng ta rằng là trong nhiều tình huống của cuộc đời, khi chúng ta biết nhường nhịn một chút, khi chúng ta biết làm một bước lui, thì cuộc đời nó sẽ bớt đi những đau khổ, những cái cạnh tranh, những cái đắng cay, những cái căng thẳng với nhau. Rất là rõ cái ý tưởng Chúa Giêsu nói. Và trong cái việc chúng ta có thể nhường nhịn nhau như vậy, chúng ta sẽ cứu giúp được rất nhiều cái tình huống nan giải. Chúng ta kinh nghiệm trong cuộc đời mình, đời sống vợ chồng, gia đình, bạn bè, anh chị em, đôi khi những cái chuyện nó đổ bể lớn là bởi cái gì? Bởi vì chúng ta không đủ cái bước lui. Ai cũng kêu, ai cũng đòi là mình đúng, ai cũng tới. Và nếu mà tới, mà tới quá thì làm sao ạ? Chỉ có va nhau chứ làm sao, đúng không ạ? Thành ra khi chúng ta mỗi một người mỗi một lúc, khi mà chồng căng quá thì vợ nhường đi một chút, khi mà con cái nó cái tuổi nó mới lớn mà nó ngông quá lên thì bố mẹ cũng biết chừng chừng từ từ đã, để hết cái cơn ngông của nó rồi tính tiếp. Chứ nếu mà chúng ta đều căng không có sự nhường nhịn, ta gọi tạm gọi là bước lui ấy, thì cuộc đời sẽ căng thẳng suốt và tương quan của chúng ta sẽ căng thẳng, và căng đến một lúc nó sẽ bể, nó sẽ gãy, thưa ông bà anh chị em. Ở cái điểm thứ hai, đó là gì? Chúa Giêsu mời gọi chúng ta để đạt nên hoàn thiện, hãy sống cái cuộc đời với những hy sinh và dâng hiến. Cái biểu tượng mà chúng ta có thể thấy ở trong đoạn tin mừng đó là gì? Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Đối với người Do Thái, áo ngoài là rất là quan trọng. Trong cựu ước chúng ta nhớ có cái luật này nhé. Khi một người anh em nghèo khó cầm cố cái áo ngoài của nó, cho đến chiều tối mà nó chưa có tiền để chuộc lại cái áo ngoài, thì cái người chủ phải trả lại cho cái người cầm cố cái áo ngoài để làm gì? Áo ngoài là cái tấm khiên bảo vệ nó, để đêm lạnh lẽo nó có chỗ nó cuốn cho nó ấm, cho nó ngủ được. Tức là cái áo ngoài là cái quan trọng đối với người Do Thái, và có cái luật bắt rất là rõ. Bây giờ Chúa Giêsu bảo là nó tìm kia cách để kiện lấy áo trong, cho nó áo ngoài luôn. Nghĩa là gì? Nghĩa là hãy sống cuộc đời dâng hiến cho nhau. Dễ thường chúng ta cũng lại thấy trong cái kinh nghiệm đời thực của chúng ta, rất nhiều đổ bể trong gia đình, bạn bè, đó là gì? Bởi vì chúng ta chấp nhất nhau, bởi vì chúng ta tị nạnh nhau, bởi vì chúng ta tính toán với nhau. Tôi cũng đi làm, anh cũng đi làm, bây giờ về nhà tôi phải nấu cơm, tôi phải chăm con, còn anh là ngồi gác chân lên bàn xem tivi, ai mà chịu cho nổi, đúng không? Thế là bắt đầu tính. Cuộc đời sẽ đau khổ dần dần khi người ta bắt đầu tính với nhau, khi người ta bắt đầu làm con số với nhau, khi người ta bắt đầu tị nạnh nhau. Một cuộc đời dâng hiến, điều gì ta có thể làm, ta làm hết sức của mình. Điều gì ta có thể làm cho nhau, hãy làm đi. Đừng có mà làm không trong cái vị lợi, không phải là làm để được trao đổi cái này cái khác, mà làm trong cái dâng hiến. Và khi ấy niềm vui sẽ đến với ta, và khi ấy người kia sẽ cảm nhận được. Còn nếu như mà lỡ may chị nào trong đây mà gặp cái ông chồng nó lì lợm quá, thì chắc cũng có lẽ cũng phải nhắc nhở nó một tí, nhưng mà vẫn nhắc nhở trong cái nhẹ nhàng, chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Nhưng mà quan trọng là gì? Chúng ta đừng để cho cái tính toán, đôi khi là những cái tính toán tủn mủn nhỏ mọn, nó xen vào mối tương quan của chúng ta, và dần dần nó bực bội, dần dần là cãi nhau, dần dần nó đổ bể không cứu vãn được nữa. Tôi tin là ông bà anh chị em chúng ta có cái kinh nghiệm rất nhiều chuyện lớn xảy ra trong gia đình chúng ta, mà nhất là những đổ bể căng thẳng nó phát khởi từ những cái nho nhỏ mà chúng ta tính toán, mà chúng ta tị nạnh với nhau. Vậy thì để thoát khỏi cái đổ bể lớn, chúng ta làm gì? Đừng tính toán, đừng tị nạnh với nhau nữa, mà hãy sống cuộc đời hy sinh, dâng hiến cho nhau. Mình dâng hiến cho ai? Cho cha, cho mẹ, cho con cái, cho vợ, cho chồng. Có thiệt mất đi đâu, đúng không? Chúng ta yêu nhau thật sự thì niềm vui của vợ là niềm vui của chồng, niềm vui của cha mẹ là niềm vui của con cái, hạnh phúc của con cái là hạnh phúc của cha mẹ. Tính làm gì biến gia đình mình thành cái chợ đời, biến gia đình mình thành cái thị trường để mà tính toán thiệt hơn với nhau. Và điểm cuối cùng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống lòng vị tha. Khi Chúa Giêsu nói rằng là gì? Hãy yêu đồng loại và hãy ghét người xưa bảo rằng yêu đồng loại và ghét kẻ thù, còn Chúa Giêsu bảo là gì? Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho nó. Cái này khó khăn đấy, nhưng mà như tôi vừa nói với cộng đoàn, cái căn bản của nội dung này đó là gì? Hãy sống lòng vị tha trong cuộc đời, hãy sống sự tha thứ. Điều này không dễ đâu thưa ông bà anh chị em, nhưng mà điều này nếu chúng ta làm được, nó sẽ mang chúng ta đến một sự giải thoát vô cùng lớn. Ta có thể liệt kê hai cái giải thoát từ sự tha thứ. Sự tha
sự giải thoát thứ nhất mà sự tha thứ đem lại đó là gì? Đó là chúng ta giải thoát chính bản thân mình. Nếu ta không yêu ai, nếu ta không quý ai thì ta quý chính bản thân mình. Khi ta tha thứ cho người khác là ta đang giải thoát cho mình. Chúng ta có kinh nghiệm thế này là chuyện nhỏ thôi. Một người nào đó nói xúc phạm đến mình nghe mình tức lòng đúng không? Mình không tha thứ cho nó đúng không? Mà có nhiều người á, nó nói tào lao thiên địa suốt ngày ấy, mà khi nó nói xong nó chả biết là nó xúc phạm đến mình, nó nói xong nó cũng quên mất tiêu rồi. Cái kẻ mình là người ghi nhớ, mình là người đau khổ chứ ai đúng không? Thậm chí là khi nó quên còn mình nhớ, cho nên bỗng nhiên gặp mặt nó cứ toét mồm nó cười càng tức thêm. Bữa kia sỉ nhục ta như vậy mà bây giờ còn toét mồm ra cười làm như thân thiện lắm. Nhưng mà nó quên rồi, nó có nhớ gì đâu. Người khổ là ai? Người khổ là mình. Mình ghi cái lời đấy trong lòng mình rồi mình tức tối rồi nó gặm nhấm tim gan phèo phổi của mình mệt mỏi, trong khi nó có nhớ gì đâu. Cho nên sự tha thứ trước tiên là giải thoát cho mình, nhấc mình ra khỏi cái gánh nặng của những lời này kiểu kia kiểu nọ mà đôi khi người làm điều ấy còn không nhớ, họ quên mất tiêu rồi. Cái giá trị giải thoát thứ hai của sự tha thứ đó là gì? Là tạo cho người kia một cơ hội. Chúng ta có dám chắc rằng là trong cuộc đời chúng ta không bao giờ sai lầm không? Chúng ta có dám chắc rằng là không bao giờ chúng ta nói một lời nào xúc phạm đến người khác không? Không chắc đâu thưa ông bà anh chị em. Sẽ có lúc ta lỡ lời, sẽ có lúc ta sai lầm. Bây giờ mình tha thứ cho người khác vì họ có những lời nặng lời đối với mình, có thể là họ vô tình hoặc là cố ý chăng nữa. Nhưng mà cái sự tha thứ ấy cho người ta cái cơ hội để thay đổi, để làm lại, để giữ mối tương quan của ta với họ. Vì vậy cái sự tha thứ sẽ đem chúng ta đến giải thoát. Lòng vị tha không bao giờ là thừa. Lòng vị tha luôn luôn là chiều sâu của hiện hữu con người. Và lòng vị tha sẽ đem chúng ta đến cái niềm vui và bình an đích thật. Thưa ông bà anh chị em, lời Chúa hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta rất rõ cái con đường để đạt đến sự hoàn thiện qua ba cái nét chúng ta vừa tóm lược. Đó là hãy sống sự nhường nhịn, làm cái bước lui trong các tương quan. Đó là hãy sống cuộc đời hy sinh dâng hiến và hãy sống lòng vị tha với nhau. Tôi tin là nhiều người trong chúng ta đã sống điều này trong cuộc đời của mình. Và nếu ai đã sống và có kinh nghiệm về chuyện này, hãy chia sẻ cho những người khác để chúng ta cùng xây dựng chính mình. Chúng ta tìm niềm vui cho mình và với nhau. Còn nếu ai duyệt lại thử đời mình xem, có rất nhiều khi những cái trục trặc, căng thẳng, gãy đổ xảy ra trong đời mình, trong tương quan của mình với tha nhân, nó lớn lao, nó nặng nề. Ấy là bởi vì một trong ba điều này ta đã chưa thực hiện, hoặc đôi khi cả ba điều này ta đều không thực hiện. Ta vẫn thừa hưởng cái dòng máu của bà Eva. Đó là gì? Đó là kiêu căng, đó là trèo cao, đó là tự mãn. Và đôi khi những điều ấy làm cho chúng ta không thể nhường nhịn, không thể dâng hiến và không thể vị tha. Xin Chúa soi sáng cho chúng ta, xin Chúa ban ơn cho chúng ta và xin Chúa cho chúng ta mỗi người quyết tâm xây dựng cuộc đời của mình bằng việc nên hoàn thiện bằng cái con đường mà Chúa Giêsu vừa chỉ dạy cho chúng ta. Amen.